Hello, xin chào mọi người ha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với game Jurassic World. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một con mới, đó là con cậu chim à, và đó chính là con này. Một con có thể nói là mua bằng Jurassic World. Cái là cái này nè. Và cái này nè, mua bằng, nói chung là mua bằng cái cục này nè. Mà mua lâu rồi, bây giờ mình mới đủ được con đó. Nó giống như hai con này nè. Đó, nói chung là mấy cái thể loại kiểu như là Legion hiếm hay sao mình không biết nó. Mình thấy nó có màu vàng, cái chuồng của nó màu vàng này, thấy không? Để là mình nâng cái chuồng đi đâu. Cái chuồng con này được dát vàng luôn, chết gì. Ờ, các bạn thấy không? Cái chuồng con này là nó xịn hơn chuồng mấy con kia nhiều luôn á. Nhìn nó đẹp đẹp sao á. Con này nói chung là các bạn thấy đó, nó chỉ mới là level 1 thôi mà máu nó tới 867 và đam của nó là 270 luôn á. Wow, rất là ghê. Mình nghĩ con này mà tiến hóa lên nữa là nó rất là ác luôn á. Rồi, đẹp quá à. Các bạn nhìn nó cụ bắp vậy thôi nhưng tí nữa tiến hóa nó đẹp lắm. Để mình đi làm hết mấy cái nhiệm vụ đó. À, nhận cái này nữa. Rồi, 4 cano. Rồi, 6 bắt luôn kìa. Rồi, nhận 6 cái luôn nè. Quá trời luôn. Quái trời. Con này hả? Con này như mình cũng có mấy con à. Con này thì không cần đâu. Con boss hôm nay không biết nó quýnh tới bao nhiêu rồi ta. Trời ơi, nó quýnh tới 8 tỷ máu rồi. Trời ghê trời. Quýnh tới 8 tỷ máu rồi. Sau đó mình sẽ được một cái tượng con Dodo Bot với cái DNA. Nói chung là mỗi lần có cái con này là mỗi lần mình có tượng. Không biết nó có bao nhiêu con rồi. Nên mình rất là thích mấy cái này. Có này sẽ tập đủ khu tổ luôn. Mission. Ủa gì đây? Rồi cái giường gì vậy? À cái giường cây.
Ấy trời, con này mới vô chơi lầy vậy. Quánh đi. Đúng rồi. Rồi, vậy là giờ là nó quýnh mình hay sao ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thế là nó cũng quýnh mình ta coi. Nó dùng 6 điểm nó quýnh mình à. 5 thôi, vậy là nó một thủ rồi. Rồi, mình giết nó bằng 3 điểm. Rồi, con khủng long mình vẫn chưa mất máu nha. À, không biết nó thủ bao nhiêu điểm đây, có nên giết nó luôn không? Ok, giết nó rồi. Hơi bị ghê ta, hôm nay nó chưa quýnh được mình cái nào luôn kìa. Wow. Ôi, cái này lần này thủ ấy các bạn ơi. Đó, nó lên 3 thủ quá kìa. Oh, 7 điểm. Ôi, mình block hết rồi. Giờ mình dồn đam biết tới chết không ta? Đúng rồi, chết rồi, may quá. Không chết kìa. Rồi, lên tới 27 luôn mà nó block một điểm thành ra không chết được. Thế nào ha? Rồi, nó hai giáp. Rồi, sao giờ hơi khó nha. Rồi bây giờ mình lấy 6 giáp luôn coi nè. Sáu giáp để coi nó làm thế nào mình. Ôi không đánh luôn, con này khôn vậy. Chết rồi, con này cho nó đi lanh vậy. Rồi dùng 5 điểm giáp luôn kìa trời. 5, nó lấy 2 giáp, con này lanh kìa ơi. Mình phải dùng 3 điểm mới quýt được nó. Một cái chết rồi mà còn nhây nữa. Cù nhây ghê hồn. Hôm nay mình đạt kỷ lục. Con này đi đánh tới con nó số 5 luôn. Một con đầu tiên. À, cái này khó đây. Chúng ta sẽ lấy 5 thủ. À, không biết bạn có đánh mình không. Rồi, dùng 2 điểm quýnh rồi. Ba bốn nó sẽ có 2 điểm đúng rồi luôn là 6 dùng 5 điểm với là một thủ rồi. Một thủ. 1 2 3 để mình cố mình nhây với nó coi. À, 1 2 3 1 2 3 4 không biết nhây vậy có đánh được không. 5 nhân ơi 4 mà ơi may quá còn sống cơ. Ơi giờ mình dùng hết đam chưa thôi. Ơi hơi bị mạnh tay á. Wow, không ngờ con đầu tiên mình đánh lên tới được cái mức máu là 88.000 một con duy nhất thôi nha. Không thể tin được. Mình ước mình vượt qua được con này. Cảm giác rất là khó luôn. Đam con này to lắm rồi các bạn ơi.
này không biết thế nào đây. Liều luôn. Được nhiêu đam hay nhiêu đam? 6, 3, 18 chắc 27 ngàn. 37 ngàn. 37 ngàn. Holy shit. 4 điểm nó còn một thủ à? 4 điểm nó còn một thủ thì... nó 4, 4, 6, 2, 4. Thôi, ok lấy 8 điểm đi. Nó không ký được mình đâu. Thôi, ok, bây giờ mình lên được tới 40 mấy ngàn đam với nó rồi. Chứ mình hết cách rồi, không thủ lâu được với con này được. Ôi, còn 3 ngàn máu nữa. May mắn mình có giết được nó thì hơi bị hay luôn, mình nhân rất tiếc rồi, thua rồi. Sếp nó đánh được tới con level 7 rồi các bạn. Ghê thiệt. Cố gắng một chút thôi, đánh được con máu con 166 ngàn rồi. Thôi kệ đi, đây là cố gắng lắm của mình rồi. 194 ngàn đam luôn kìa, đây là đam mạnh nhất của mình từng gây ra rồi. Thôi rồi, mình không chơi nữa, mình đi tiến hóa con chim cái đó. Chim hiện thoại. Đây là một con chim khá là khủng. Theo mình biết, nó có lượng máu rất là trâu. Đây là một những con chim bị dạng thú dữ á. Mấy con cái hệ này thường mình thấy nó máu trâu lắm nha. Máu trâu mà nhân đam thì không to lắm. Thường đam nó cỡ 1000 mấy thôi. Nhưng mà được cái lượng máu của nó rất là trâu. Bảy con rồi. Ok, và con này con cuối cùng. Nó ăn rất là cực lực. Nó ăn rồi nhảy lên cây như điên. Mày có phải là khỉ đâu. Mày là chim mà. Bay ăn, bay đại lên mà ăn. Còn leo lên cây đấy đà. Con này giống con à. Cái gọi là giống con gì ta. Sợ mình cũng không biết nó giống con gì nữa. Cái miệng con này giống con vịt. Giống con vịt hơn á. Mình đang ướp nó chọc cái ống thí nghiệm. Lên nào. Lên đi cô bé. Cô bé sẽ là một gương mặt khá là điển trai trong trận đánh chuẩn bị sắp tới đây. Với lượng máu này có thể giết mấy con nước vô tư. Mình không sợ con đam to, mình chỉ sợ con máu to thôi. Con đam to mà máu ít thì thành ra nó cũng dễ bị giết lắm. Mà con máu to đam nó vừa phải thì nó lại ngược lại nha. Mình có thể lật bất cứ cái lúc nào, mình có nhiều lượt thì mình giết đối thủ mà đối thủ không đủ đam để giết mình. Nên mình rất là lợi thế bởi cái máu nhiều vậy. Rồi, lên luôn. Lên nhanh không, tao đi tao nướng mày á, tao xiên que mày. Cọc, 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 cọc. Chiu. Lên luôn.
Ôi cái miệng nó kìa. Ôi đã quá thành rồng hả? Vịnh hóa thiên nga là đây à? Wow. Ôi ghê hả? Ở cái đuôi kìa. Mọi người nhìn kìa đẹp quá ha. Nó giống mấy con à. Nhìn nó giống giống mấy con mà giống y trong Raven Water của mình mới tập trước tập ARK mới làm á. Nó có cái vành á. Cái vảy chứ. Rồi nó ăn hai mấy triệu thức ăn của mình rồi. Mấy con này nó ăn như hạm đội vậy. Rồi mình chỉ lấy level 35 thôi để quấn lộn mà vừa sức rồi các bạn ơi. Đánh một trận PvP liền. Chim nè, nước nè, Indominus Red nè, Let's go nè. Đội hình hủy diệt tất cả. Làm ơn cho con nước đầu tiên. Đúng rồi. Hai Yudo. Tao sợ quá. Mình quýnh trước đi. Làm ơn mình quýnh trước đi. Đúng rồi, đập cho nó cái cho nó chạy luôn ơi. Chạy đi cung. Đúng rồi, phải cho Yudon ra thôi. Ơi ra là quốc liền của nghĩa hả? Mày 5.000 nữa tao cũng không cần phải vội đặt mày trước cái gì. Mày thủ chứ gì, tao biết rồi. Ê chết cha. Ơ mình nghĩ một đập chết nó luôn chứ. Quên, xài quá. Giết nó luôn ta. Ôi giết mày luôn nè. Này thì lấy 8 điểm. 6 điểm mà. Còn 4 điểm. Ok. Chắc chắn nó thủ rồi. Biết ngay mà anh ấy thủ. Ôi chết mình luôn rồi. Ôi chết rồi. Bốn ngàn chín bảy tám, ok chết. À, con kỳ đạp rất là to. Rồi nghĩ thua quá. À, nó thua chắc rồi. Nó thủ nó cũng thua, giờ nó quýnh nó cũng thua. Giờ nó thủ nó cũng thua, mình cái với các bạn luôn. Mình quýnh nó cái nó chết rồi, giờ nó bốn thủ nó cũng thua vậy. Thích kỳ hẹo. Cả sáu cũng bắp. Yeah. Chiến thắng thuộc về mình. Đấy. Mình có con chim vô là khác hẳn rồi, hình trị con nước liền. Hồi xưa mình chưa có con chim nào trị con nước được. Nay là chị dễ dàng. Mà đặt chơi đổi đội hình cho cố vô khúc cuối cũng gần chết rồi. Mấy hình này có thể ảo tưởng sức mạnh của mình. Đội hình này có vẻ đẹp á. Cả 6 tuổi mới 32 thôi đó. Chứ mà con thằng làm biến hóa của mình lên nữa. Vâng, và nước với hai thịt. Con cá sấu này chắc mình đập hai cái là quẹo đầu. Ý con tắc kè cá sấu gì. Ờ này tắc kè. Tắc kè hoa nè. Mà mày swap Dino đi chứ không mày chết. Ôi ghê hả.
Thôi vậy là nó chịu đựng chết luôn hả ta? Quá tệ cho Thanh đi. U 1700 đam, 3400 rồi, 3500, 3600, 3600 máu rồi, 4100 má ơi. Nhân hai mà hình stuck lên kinh vậy trời. 4500 rồi, không chết luôn kìa. Ba điểm mới đủ giết nó, quá hạm. 39 rồi, 4500, 4400 rồi, nếu nó dồn 3 điểm là 4400 rồi. 4100 rồi. 8500 máu. Mày nghĩ mày chịu được nổi với 4 điểm hả cu? Xem nè. Xem này. Mày nghĩ mày đủ thắng được hả? Này 8500 máu. Chả là cái vấn đề gì đối với lại con Edna Dread của mình nếu có 4 tinh. Này bất bại đó, lại thêm một đội hình bất bại, nó chém vậy thôi, bất cái nồi chứ bất chết lì. Nãy giờ mình xếp đội hình tàn ăn không thì lấy được win. Gặp đội hình kỹ cái mình chết liền đó, vậy là chết ngắt liền luôn. Ba thịt thế này đánh sâu lại. Ôi chết lại man. Man này chơi lầy quá à. Chấp chịp chết luôn á. Bảy ngàn chết. Nó dùng 4 điểm quýnh mình à. Ôi ông này không biết tính rồi. Ôi thôi ông lại bị tôi cắn chết. Này thì ham chơi ăn thịt. Ăn với trả thịt. Tao sẽ ăn thịt mày luôn. Con level 34 chưa? Ăn 40 nha. Ăn 40 nha. Thịt của mày quá mềm. Yeah, đã chiến thắng.
chấp nhận kiểu như bị kỵ hệ là sẽ chết, chắc chắn chết luôn. Gặp nước là khóc hù hù luôn. Ơi đứng làm ơn đừng qua nữa, đừng. Thôi kệ đi, không sao cả. Mình ghiền đánh quá. Đánh thấy win hoài luôn, càng đánh càng win thì càng đánh càng người ác chứ. Tiếp tục nha. Đánh liên tục luôn. Nãy giờ mình ráng kiếm trận thua luôn á. Hơi chém gió tí nhưng mà nhân kệ. Win thắng hoài vui. Chết mình rồi, chết mình rồi các bạn ơi. Và mày hai con ướt khủng luôn. Trời ơi, hai con ướt khủng bố rắc luôn kìa. May quá mình giết được nó luôn rồi. Chi vậy trời, chi vậy trời. Biết là đam to rồi mà chỉ ra mình đập bọn. Ra mình đập bọn cái túi. Giờ sao không giết túi. Ơi nó đang lập kế hoạch dồn đam giết mình kìa. Mình phải dùng con này để cộng điểm với các bạn thôi, chứ không thể, chứ không phải chết. Đừng anh ơi, đừng dồn đam giết em. Đúng rồi. Mình phải dụ nó ra điểm các bạn ơi. Đúng rồi, mình phải dụ ra điểm kiểu này mình mới win được. Chắc chắn win, chắc chắn win luôn. Nó ra điểm hết rồi. Mày đã xuất thì anh sẽ xuất chiêu với mày. 4.000 chết, chết ngắn. 1 2 3 Vậy là chết chắc rồi. Vậy là win chắc luôn á. Các bạn tin không? Sai lót. Rồi, mình có 2 điểm mình cũng giết được bạn đó bạn ơi. Ôi, chơi YOLO nè, YOLO. YOLO. Hay YOLO. Ngồi khó rồi các bạn ơi, mình không hề kiếm được trận thua. Mắc cười quá. Thôi được rồi, mình sẽ dừng video ở đây ha. Trời ơi, chọc vui thiệt chứ, không biết trận thua kiểu như có chat là mình chọc mấy ổng rồi. Mình mệt quá. Mà mệt mà đánh cái này mình mắc cười quá, thấy thắng hoài, không thấy thua được trận thua luôn. Các bạn thấy con chim mới của mình kinh không? Con chim thôi nha chứ không phải là. Trời quá ghê luôn. Máu nhiều mới lợi thế, đúng rồi, lợi thế con chim hồi nãy của nó tuy là máu nó tới. Không phải, đam nó tới tận 2.300 mà nhưng cái lượng máu của nó có 2.000 à. Nên thành ra nó được đam to nhưng mà nó bị thiếu muối. Được rồi, chào các bạn nha, điểm thuốc ở đây. Đuối quá. Được rồi, bye bye các bạn nha.